Hello các bạn, hôm nay trời mưa không có làm gì được, thành ra là tôi sẽ cắt cái trái thanh long này cho quý vị thấy nè. Cái cây thanh long này á là nó nguyên thủy, nó là màu trắng, màu trắng mấy mùa trước cũng có màu trắng, mà tại sao cái mùa năm nay nó lại ra màu đỏ? Thì để tôi cắt ra cho quý vị thấy là nó như thế nào nha, rồi nếu mà có ý kiến cho biết, tại vì tôi mới trồng nên ra không có rành lắm. Để cắt ra cho quý vị thấy nha. Đó, quý vị thấy ở trong nó màu đỏ, mà cái vỏ thì rất là dày. Mà không biết là lý do tại sao mà nó màu trắng, nguyên thủy màu trắng mà giờ nó trở thành màu đỏ. Thì cái trái này nó cũng chưa có được chín lắm, thành ra nó còn hơi hơi cứng cứng, còn nếu mà nó chín kỹ thì nó sẽ mềm. Cắt cho quý vị thấy là nó như thế nào. Đó, nó màu như vậy đó, thì mình nghĩ ra ăn thử cái nó như thế nào. Cũng không có tệ, tại vì này là mùa lạnh, cái trái này nhằm mùa lạnh nè, thành ra là nó không có được ngọt lắm, nhưng cũng không tệ. Nó cũng không có thay đổi gì nhiều ở trong nè, nó chỉ có màu đỏ, mà hột thì cũng y nguyên đó. Thì không hiểu lý do tại sao, nếu mà quý vị có coi cái clip này thì nếu ai có ý kiến gì thì cho biết giùm, tại vì mình mới trồng đây nên nó không có kinh nghiệm lắm. Đó là một, còn thứ hai nữa là mình có một câu chuyện vui để kể cho quý vị nghe, mà chuyện vui có thật nha, chứ không phải là mình tự đặt nha. Thì tôi có một người bạn, thì người bạn đã có đứa con, nó lấy chồng mà người Ý, mà người Ý mà sanh đẻ tại Úc lâu rồi, cũng như là người Úc rồi. Thì bữa đó trên cái bàn ăn á, thì nó có cắt cái trái này, thanh long này ra nè. Thì ông chồng hỏi chứ bây giờ ăn làm sao, thì người vợ mới nói là ăn bình thường, nhưng mà phải có cái hột nào là nhỏ, nhã hột đó, chứ đừng có mà ăn ăn luôn hột là không có tốt. Thì thằng chồng tưởng thiệt, ông chồng tưởng thiệt, ông ngồi ông ăn, ông gỡ từ hột ra, ông ăn một miếng có chút xíu thôi mà biết bao lâu, ông cuối cùng nói không có nhả hột được, không có cách nào nhả hột được hết trơn á. Đó thì đó là cái chuyện cười của bên nước Úc này, của mấy cha ông Úc con này nè. Đó thì cái chuyện đó là ai nghe kể cũng rất là buồn cười. Thì quý vị thấy sao, có buồn cười không? Đó, thì như cái trái này tôi trình bày cho quý vị từ nãy giờ đó, thì nếu mà ai đã có trồng thanh long và biết cái kết quả như thế nào thì cho tôi biết, tại vì nó từ trắng mà vì nó trở thành màu đỏ. Cái này là không hẳn là đỏ mà nó là màu 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 hồng đậm đó, như tôi nhận thấy nó là màu hồng đậm. Đây thì nếu quý vị có ý kiến thì cho biết. Thế thì mình quay gần thấy cho các quý vị thấy là mình zoom lại đó, là để có quý vị để trên để ý ở chính giữa của cái miếng này nè, nó còn trong trong trắng trắng hết chưa, mà cái chị cái trái này chưa chín lắm. thấy chưa, cái chính giữa này nè, nó còn trong trong trắng trắng, nghĩa là cái giống này là giống trắng chứ không phải giống đỏ. Mà lý do tại sao cái mùa này á, cái trái mấy trái trên cái cây cây của mình nó từ trắng mà đổi màu ra thành đỏ đó, quý vị thấy rõ ràng không? Chính giữa đó, ngay chính giữa này, này mình chỉ cho đó, Nhưng giữa mà đó. cái nói cho rõ ràng là cái trái này nó chưa chín lắm, thành ra ở trên này nó còn hơi trắng, ở giữa lọng còn hơi trắng. Dọc bề ngoài á, thì màu đỏ đó chưa, bên ngoài miếng này miếng bên đây cũng vậy đó, trên giữa là trắng trong trong, còn phía bên ngoài bề ngoài là đỏ đó. Thì lý do tại sao thì mình cũng không có biết rõ đó, có thể là tại vì thời tiết mình đó mình đoán thôi, hay là phân phối rồi mình cũng không biết rõ lý do tại sao. Thì mình quay cái video clip này để mục đích là mình hỏi ý kiến của các bạn xem
Nếu mà các bạn có biết cái lý luận sao mà cái lý do tại sao mà cái trái thanh long màu trắng mà thành màu đỏ thì cứ comment ở dưới đây để cho mình biết, để mình học hỏi thêm. Đó, tại mình không có trong chuyên nghiệp về trồng cái loại thanh long này nè, sự thật là mình trồng chơi thôi. Đó, mở ra cái này rất là chuyện lạ, cho nên mình cũng quay cho các bạn thấy. Đó, thì mình cũng có quay một cái video trước rồi, nó cũng là một trái cũng bị đỏ. Đó, mình có đỏ đậm hơn cái này. Đó, thì cái này là như thì thật là tập 2. Đó, còn nhiều trái trên cây nữa. Đó, thì sau này mình hái mình sẽ cắt cho các vị thấy. Đó, rồi mình sẽ gặp nhau lần kế. Ok rồi, bye bye.